Rồi, chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mẹ mình Tập Lục. Mình vừa gửi đồ cho khách, vừa nói chuyện với các bạn. Cái nội dung hôm nay mình muốn trao đổi với các bạn tí xíu là về cái vấn đề là có bạn thắc mắc với mình là khi sử dụng máy giặt cửa trước mà có chế độ chạy hơi nước thì nếu mà trong cái quá trình bắt đầu mình cho chạy hơi nước thì muốn thơm quần áo thì có đổ nước xả vô được hay không đó. Thì trước khi trả lời câu hỏi này của các bạn thì mình cũng lý giải cho các bạn tí xíu về cái nguyên lý hoạt động một chút. Đối với máy giặt nói chung, dù là cửa trước hay là cửa trên gì đó, thì nếu mà những cái máy mà nó có cái tính năng là giặt nước nóng đó các bạn, thì nước sau khi được bơm vô máy giặt thì sẽ được nấu nóng, và cái thiết bị nấu nóng á, nó sẽ được gắn ở dưới cái mâm giặt của cái máy cửa trên. Tức là chúng ta nhìn vô thấy cái mâm giặt thì cái thiết bị nấu nước nóng nó nằm ở dưới cái mâm giặt đó và nó nấu trực tiếp, tức là nước vô tới đâu thì nó nấu tới đó. Còn đối với cái máy giặt mà cửa trên đó các bạn, máy giặt cửa trước á, thì cái thiết bị nấu nước á, là nó nằm ngay ở cái vị trí của cái lòng giặt, khi nó quay ngang vậy nè thì nó nằm ở phía dưới này nè, cái chỗ mà ngập nước nhiều nhất, thì cái thiết bị nấu nước nó nằm ở trong đó và nó làm nóng cái nước đó. Thì cái nước nóng nó có cái tác dụng á, thứ nhất là đánh tan được xà bông nhiều hơn so với nước lạnh, tức là xà bông với nước giặt nó nhanh tan hơn. Cái thứ hai, cái nước nóng nó cũng có cái tác dụng là giống như là diệt khuẩn vậy đó các bạn, một hình thức như vậy đó. Tuy nhiên thì nếu các bạn giặt nước nóng thì các bạn cũng phải lưu ý một chút xíu là những cái loại quần áo nào mình cần thiết giặt nước nóng. Thường thì giặt nước nóng là những cái đồ mà màu sáng là một, đồ tương đối sạch là hai, đồ trẻ em là ba, tức là em bé đó các bạn. Chứ còn nếu mà đồ lao động mà dơ bẩn quá mà các bạn giặt nước nóng thì nó cũng uổng lắm, cũng không cần thiết đó. Và khi giặt nước nóng thì các bạn lưu ý thì chọn ở cái mực nước nóng là bao nhiêu độ C để tránh cái trường hợp nó làm hư quần áo của các bạn nha, hư cái sợi vải, hư cái quần áo, nó co rút rồi nó biến dạng rồi nó bong rợp những cái quần áo mà cái chất liệu vải nó không chịu được nhiệt nha các bạn. Các bạn lưu ý tí xíu cái vấn đề đó một chút. Rồi, như vậy thì còn cái chế độ của giặt hơi nước á, thì nước được cấp vô ở đâu và cái nguyên lý hoạt động như thế nào? Thì đối với máy giặt mà có cái tính năng là giặt hơi nước hoặc là chạy hơi nước á, để khử khuẩn, khử mùi gì đó, thường thì nó sẽ có ở cái máy cửa trước. Thì nói chung là nước cấp vô cùng với một cái đường cấp nước bình thường, nhưng thay vì chạy xuống cái lòng giặt, nếu chúng ta chọn chế độ giặt bình thường hoặc là giặt nước nóng, thì cái lượng nước đó sẽ đi vô một cái bầu, hay là nói tiếng nôm na là một cái bình nấu ha. Cái bình nấu nó nằm ở bên trên cái máy giặt, tức là nằm ở bên ngoài cái lòng giặt chứ không phải là bên trong cái lòng giặt. Nó giống như một cái bình đun nước sôi mà chúng ta hay đun đó các bạn, để nấu mì pha cà phê đó, nó giống y hệt cái bình đó. Và sau khi nó nấu nóng tới khoảng cái nhiệt độ từ 80 cho tới khoảng gần 90 độ C thì bắt đầu nước có một hiện tượng bốc hơi. Và sau khi nước bốc hơi rồi thì nó có một cái bơm, nó bơm cái hơi nước bốc hơi, nó bơm nó thổi vô trong cái lòng giặt đó. Và quần áo thì đang xoay ở trong cái lòng giặt đó và thổi cái hơi nóng nó vô, thì cái hơi nóng nó có tác dụng là nó khử khuẩn, khử mùi, và có thể nó làm căng cái bề mặt của vải vóc á, thì nhìn cho nó có vẻ nó láng và nó êm hơn. Thì đó là cái tác dụng của cái luồng khí nóng đó. Tuy nhiên thì thực sự mà nói ra là cái luồng khí nóng đó nó cũng không phải là hoàn hảo 100%. Tức là cái luồng khí nóng nó có thể là khử mùi nha các bạn, hoặc là khử mùi hoặc là khử khuẩn gì đó, chứ còn hoàn toàn cái luồng khí nóng nó không có cái chức năng làm sạch quần áo. Những cái vết dơ nằm trên quần áo nó vẫn còn nguyên chứ không thể nào mà nó đi hết được, tại hoàn toàn là
cái nước được đưa vô là hoàn toàn được nấu nóng, bốc hơi và bơm vô trong cái buồng giặt, chứ hoàn toàn là không có chất tẩy rửa gì ở đây. Và một bạn có hỏi một cái câu hỏi là thế như vậy thì em muốn quần áo thơm thì em đổ nước xả vô trong cái hộc chứa nước xả được hay không, hay là vô trong hộc chứa xà bông được hay không, rồi để cho nó nấu nóng và nó thổi vô đó. Thì thực chất là các bạn biết rồi, nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo đó là nước là nước trắng được nấu nóng vậy thôi, chứ người ta không cho phép mình, người ta khuyến cáo là không đổ nước xả vô trong cái quá trình chúng ta giặt hơi nước hoặc là cái hơi nóng, vì lý do là cái bình đun đó chúng ta phải giữ cho nó thiệt là tinh khiết, chúng ta không đổ nước xả vô trong đó, vì cái nước xả nó sẽ có những cái kết tủa nhất định, thì nó sẽ bám vô những cái thanh nhiệt, thanh nấu, thanh mà tạo cái nhiệt nóng để nấu nước, và có thể nó đóng cặn lại trong cái bình đó, và thậm chí lâu dần nó có thể làm nhuyễn cái đường thoát hơi, cái đường thoát hơi của cái hơi nước sau khi mà đã được đun nóng lên để đưa ra cái bầu cái buồng giặt của chúng ta. Thành ra là nếu các bạn muốn quần áo nó thơm thêm thì có thể có hai cách. Cách đầu tiên thì có thể các bạn mua cái loại giấy thơm, mình cho các bạn xem loại giấy thơm. Các bạn cứ mua cái loại giấy thơm của Mỹ nè, mình đang sử dụng cái giấy thơm của Mỹ để sử dụng trong một số cái công đoạn giặt của mình. Đây là cái giấy thơm nè các bạn. Đó. Các bạn mua cái giấy thơm này, thả vô trong đó 2-3 tờ gì đó thì tùy các bạn. Nó cũng sẽ tạo ra mùi thơm ở trong đó. Đó. Cái thứ hai nữa, nếu các bạn không có giấy thơm thì có thể các bạn làm theo dạng thủ công chút, thì chúng ta sử dụng cái nước xả đó chúng ta pha ra bên ngoài và chúng ta xịt lên quần áo, rồi chúng ta hay bỏ vô trong cái máy trước khi cái chúng ta cho chạy cái chương trình mà giặt hơi nước. Tuy nhiên các bạn cũng lưu ý rồi là khi nước xả chúng ta pha vô trong một cái chai, một cái bình gì đó để chúng ta xịt vô trong quần áo á, thì thường đôi khi chúng ta không có định lượng được cái tỷ lệ nước xả với nước sạch như thế nào đó, nó sẽ không hòa tan triệt để, tại vì vô trong máy giặt nó còn có cái lồng quay của máy, nó còn có cái lực của nước nữa, thì nó sẽ hòa tan được hết cái nước xả. Còn các bạn bỏ vô chai bạn xịt hay là cái gì đó thì nó sẽ không thể hòa tan 100% được. Bạn xịt lên quần áo á, đôi khi á, nó sẽ còn những cái lốm đốm, đặc biệt là những cái loại quần áo màu đen. Nếu chúng ta xịt không khéo, chúng ta không để ý á, thì khi cái quần áo chúng ta chạy hơi xong chúng ta lấy ra nó có những cái lốm đốm, thì đó là những cái hơi, cái giọt nước á, chúng ta bắn lên, xịt lên trên quần áo như thế này nè, nó còn nằm yên lại trên quần áo này, thì đó là những cái hạt nước xả đó các bạn, cái hạt dung dịch nước xả nó khô nó nằm lại đó, thì vô hình chung là nhìn nó rất là không có thẩm mỹ là một, vì khi chúng ta xịt quá nhiều. Tiếp theo là có thể nó làm bị ố cái bề mặt, nó có những cái lốm đốm đó. Thành ra là nếu chúng ta có cái máy giặt hơi nước á, thực sự ra nếu mà mua sử dụng gia đình á, đôi khi nó cũng thừa lắm. Nó thừa ở chỗ nào? Cái máy giặt hơi, máy giặt nói chung mà có tính năng giặt hơi nước á, thực sự mà nói ra ở tiệm giặt ủi của mình á, mình có 2-3 loại cái kiểu đó là, nhưng mà mình chỉ để chuyên mình làm cái chuyện giặt hơi nước hoặc là chạy hơi nước khử mùi khử khuẩn thôi, chứ mình không dùng cái máy để giặt quần áo, là không giặt nước xà bông với nước xả vô. Tại vì các bạn giặt quần áo bình thường nó sẽ bám những cái cặn bẩn vô trong cái máy giặt, nó làm dơ cái máy giặt. Và khi chúng ta có nhu cầu chạy hơi nước á, thì cái hơi nước nóng á, các bạn biết nó có tính chất nó bốc hơi mà. Thậm chí nó có thể làm bốc hơi những cái mùi khó chịu có sẵn ở trong cái máy giặt nếu chúng ta sử dụng để giặt quần áo bình thường. Mình đã làm rất là nhiều cái clip nó liên quan tới cái việc là vệ sinh máy giặt á, các bạn có thấy rồi đó. Cặn bám rất là dơ, thì nước nóng nó vô trong đó nó còn đun cái đó lên nữa, nó bốc hơi những cái mùi khó chịu ở trên đó lên vô quần áo. Thì như vậy cái công dụng các bạn đang cần là khử khuẩn và khử mùi trên cái áo muốn chạy hơi là phản tác dụng, vì chúng ta làm bốc hơi những cái mùi còn ám lại ở trong máy giặt, nó lại ám vô trong những cái quần áo này nữa. Thì như vậy vô hình chung là chúng ta có bỏ giấy thơm hay có xịt nước thơm như gì vô nó cũng thừa hết. Cho nên là nếu mà không có nhu cầu quá nhiều hay là cần thiết quá về vấn đề mà phải trang bị một cái máy giặt có tính năng chạy hơi ở nhà, thì khi đi mua máy các bạn đừng chọn cái máy giặt có tính năng đó. Cái người bán thì bao giờ thì họ cũng mời mọc
họ mời mọc mình mua những cái loại đó để mà họ bán không có doanh số đó. Nhưng mà năm thuở 10 thì các bạn mới mặc cái áo nhung hay mặc cái áo vét hay cái gì đó thì các bạn mới có, các bạn chạy hơi đó. Bây giờ đâu có ai mà sắm một lượt hai cái máy giặt ở trong nhà, một cái để dành chạy hơi, một cái để dành giặt nước đâu, đúng không các bạn? Cho nên đôi khi chúng ta sẽ thừa và chúng ta phí tiền của những cái việc đó. Thành ra nếu như mà không có nhu cầu về cái vấn đề mà giặt đồ hơi gì đó nhiều quá thì các bạn đừng sắm, đừng mua những cái máy nó có tính năng đó. Tại vì một khi chúng ta cần tới thì giống như mình nói, nó không khử được khuẩn mà nó không lên, không mất được cái mùi của chúng ta, mà nó còn lại lên cái mùi của cái máy giặt, cái mùi ẩm của máy giặt nó ám vô trong đó nữa. Đó, thì nói chung là suy nghĩ kỹ trước khi sắm cái máy đó, và khi sử dụng thì các bạn nên nhớ là không có đổ xả vô trong cái chương trình giặt hơi nước. Nó sẽ làm hư cái đồ đầu nấu về lâu về dài. Nó sẽ hư luôn, nghẹt luôn cái đường ống thoát cái hơi nóng đi vô bên trong cái lồng giặt. Ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Xin chào và xin hẹn gặp lại.